mai chị chơi gì chơi nhớ ngày hôm nay chị nha. Chị nhớ là tụi em đó cũng nhường cái giường bự nhất. Ngày mai mà chị mà có bữa ăn ngon thì chị cũng chia sẻ bốn miếng cơm qua cho tụi em nha. Trời ơi, có chứ sao không gọi hai. Cảm ơn các bạn. Rồi, bye bye nè. Tạm biệt mọi người. Cảm ơn. Bye bye. Còn hay vui hay nắng nói hay mưa giông, có sao đâu anh em mình còn có nhau. Kẻ màn đêm đây cái cơ này vì hoàng bốn phương trời này chẳng có chó cho anh em mình. Hai ngày một đêm tự lên tự lên. Ok, cố lên nhanh nha. Dạ rồi. Anh muốn ăn gì báo với em. Ủa, trời sao mà tắt ngang vậy? Sợ quá mà. Anh họ đẹp quá. Em thấy cái thằng của Quy có gì hay chứ mà. Em thấy anh bị yếu nghề quá à. Anh không có bước tiến, anh bị thụt lùi. Mà cái nghề của mình anh biết là dậm chân tại chỗ thôi, đã chết rồi. Mà anh thấy nhắn tin thì bị tâm á. Vậy hả, nhắn tin? À, chị cho em nghe, chị cho em nghe. Mẹ cẩn thận nha mẹ. Ở nhà xuống đi mua xuống. Nhà đi mua đất đi mẹ. Cảm ơn, không chịu đâu. Quá. Dạ mời mẹ. Tóc dài được. Nhà các con đây hả? Dạ nhà các con đó mẹ. Trời ơi, giàu có quá. Có khang trang không? Sông hương trầm chờ mẹ nè. Dạ, giàu có quá. Mà các con mặc đồ thương quá. Dạ. Dạ tối con dựng quạt cho mẹ ngủ nghe. Trời ơi cảm ơn. Bây giờ mẹ ngủ đâu nè? Một là mẹ sẽ lựa chọn mẹ ngủ ở sofa. À thôi mẹ ngủ đây với Như đi Như ha. Dạ em ngủ giường nhỏ dạ. Phía bên. Trời ơi quá đã quá chị quá đã luôn. Chị nằm giường lớn em ngủ vậy sướng không? Trời ơi sao ở ké mà được tu mang mà sao ơi, được như vậy? Chị phải nằm như vậy. Chị được tu mang mà. Thôi thôi mẹ được đó, tụi con massage cho mẹ cái báo hiếu. Rồi massage đi. Thôi mẹ đi nguyên một thôi được. Trời ơi làm kiểu này rồi trời ơi tổn thọ chứ là Như ơi. Trời ơi tụi em tốt lắm chị ơi. Đôi chân này còn lắm nắng chiều. Thắng cho cố vô rồi game ngủ thua. Đại cầm thua thì lại thua. Ê chương trình hay nha. Chị sợ mình gió máy gắn cho cái lều cách nhiệt. Lều cách nhiệt luôn à, hả? Cái lều này lều để đi mấy cái mà như núi Himalaya rồi đó. Mấy cái mà để tránh gió à. Cách nhiệt đó. Xong cái mấy bạn thiết kế sợ mình ngủ rồi tối rắn rít cái để nguyên đống xả phía sau á. Cho mình ăn mấy con đó hả? Cho mình ăn mấy con đó hả? Vô nhận phòng thôi. Wow. Beautiful. Thì là tuyệt vời quá. Trời ơi không một tiếng gió. Tối nay tôi quyết định sao không nè? Nằm ngủ. Tôi sẽ ngủ ngồi. Con sẽ ngủ cúi đầu dưới đất. Trời ơi buồn quá. Sao những cái trên thua hoài ta. Trời em đang vô chuỗi thắng luôn á. Cái lúc hả cần thua thì không chịu thua. Cái lúc ăn thì thua đi rồi thế nào cũng được ăn. Cái lúc cần thắng thì em chịu thắng. Cuộc đời em ảo. Chị, mình thăm đây rồi, mình xuống dưới mình thăm nữa. Nguyên nhà mình là nhà lầu 2 tầng mà chị. Đây 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 đây. Trời ngon vậy. Rồi đi. Trời thương quá. Chị thấy sao chị, mát mẻ không? Mát lạnh mấy ơ đồ ok ha. Trời ơi. Ủa, tối nay tụi em ngủ dưới này hả? Dạ. Tụi em cho chị trên lầu, tụi em dưới hầm đó. Rồi em ở basement chứ quay hầm. Basement hả? Basement. Ngủ à? Yeah. Ủa? Thích ngủ thì ngủ, thích tắm không vô đi.
không ngủ được thì qua tắm, tắm xong mát mẻ qua ngủ tiếp. Mà ai mua vậy? Dạ. Sao dễ sợ. Chị đó yêu em hề ngoại hình mà chị ơi. Em diện yếu quá. Nhưng mà hôm nay là chị đuổi thiệt đúng không? Đuổi. Chị phải công nhận là quá cực. Nguyên chơi chương trình này lần đầu tiên chị mới thấy. Nhưng giờ thực tế mà phải nói là đề cao luôn cả Lâm với lại Tuấn luôn á. Ai toàn thể luôn chị. Không thì ai cũng ráng nó nào nghe mỗi người một chút năng lượng. Nhưng mà thật sự là hai đứa giữ rất là coi như là đều á. Tức là tụt xuống em giật lên, tụt xuống giật lên. Chứ giờ phải dạy với tụi chị sao đủ sức. Diễn viên tưởng dân giật đồ. Diễn viên tưởng dân giật đồ. Chị cố gắng nha, ngủ tối nay là ngủ thật ngon. Không ngủ ngủ được, các em cho ân nhờ ở đậu là ngủ ngon à. Thôi mệt rồi mình đi ngủ đi chị. Ngủ đi chị. Để cho mấy anh camera nghỉ ngày mai lại chiến nữa ha. Dạ thôi bây giờ ngủ ngon. Cái team chiến thắng hơn là lên voi khúc này. Dạ. À, chúc mọi người ngủ ngon nha. Dạ. Mai chị chơi gì chơi nhớ ngày hôm nay chị nha. Chị nhớ là tụi em đó cũng giường cái giường bự nhất. Ngày mai mà chị mà có bữa ăn ngon thì chị cũng chia sẻ qua thể lời. Bún miếng cơm qua cho tụi em nha. Trời ơi, có chứ sao không có rồi hai. Cảm ơn các bạn. Rồi bye bye nha. Tạm biệt mọi người. Cảm ơn. Bye bye. Còn hay vui hay nắng nói hay mưa giông có sao đâu anh em mình còn có nhau. Màn đêm đây vui cực ngay huy hoàng. Bốn phương trời này chẳng có chỗ cho anh em mình. Hai ngày một đêm. Tự lên tự lên. Model hai ly cà phê đen anh em ơi. Dậy đi chị ơi. Dậy đi chị. Dậy đi đoàn về rồi. Đi về đi. Chị về sao hả? Rồi chị líu lo líu lo. Chị như con chim gì đó. Rồi bây giờ chị... chị khác rồi, chị không thể là khác rồi hả? Bữa nay chị hứa với em đi, chị không lập con chim nữa, chị hứa đi. Chị là con chim cánh cụt. Chị là con chim cánh cụt. Chị là con chim cánh cụt, trời ơi. Lâm ơi, chị cần được ngủ lắm. Chị coi giật nãy giờ mà chị không dậy. Lâm ơi, chị cần được ngủ. Chị cần được ngủ hả? Mà sáng ai mở nhạc mà tàn ác gì trời. Không có tình người.
ngủ đi chị ơi. À, đêm tôi ăn ngủ ngon quá chừng luôn, ai ngỡ lòng nào. Tôi gọi sấy luôn. Hết rồi, rau mặc đồ tím. Hết rồi, rau mặc đồ tím vậy. Màu hồng nhìn sao ra màu tím vậy? Cơm heo nha. Ừ, màu em mới cưng đó, màu em như cái màn gì đó. Màu cái màn em đó, anh vén màn em đi. Anh vén màn em đi. Bây giờ em trốn trốn bên kia canh dí em nhớ. Giống như cô dâu chú rể mà hồi xưa mà cưới về cái đeo cái khăn đó. Đúng rồi, anh chú rể hả? Tiểu thư đừng chạy nữa. Tôi trốn cho đây trước phải không? Em phải trốn chứ em tơ dây nữ chính mà. Làm trốn. Tiểu thư. Ok, hỏi đi. Nàng hãy bắt ta đi nào. Anh ơi, anh ra anh bắt em anh ơi. Ủa vậy hả? Anh phải bắt em chứ. Tôi bắt em sao em bịt mắt? Em bịt mắt là em phải bắt tôi. Không, em tạo bất ngờ mà. Anh phải bắt không, em chứ. Không, có lần, cắp lay, cắp lay. Mà bà trốn đâu rồi? Thôi ba ơi. Mà bà đừng có trốn kỹ quá nha. Để đến đây bà chiếm đoạt em đi. Mà ba. Nè nè, giống. Mà ba đừng có trốn kỹ nữa. Tay vô ký em hợp chuyện đó nè. Mở ba mà để tôi bắt được là tôi dán bức màn đó nghe. Ôi, đừng lòng cái nắp này nữa. Thôi. Mở ba ơi, mở ba mà trốn kỹ quá là tôi không đi tìm nữa đâu. Thôi, nấp đi. Thông báo. Cái gì vậy? Thôi, có thông báo mới. Ủa gì vậy? Hả? Tôi đang chơi game mà. Ngày mai chúng ta sẽ có một nhiệm vụ vào lúc 5 giờ sáng. Rồi, anh ơi, mình rất là vô duyên đúng không anh? Rồi, anh ơi, mình rất là vô duyên đúng không anh? Anh ơi, giờ anh phá được cái tiểu phẩm ta. Thì anh báo mọi người biết là chúng ta sẽ có một cái thử thách chứng nhận lúc 5 giờ sáng là thử thách tác phong Nam Nhi. Tác phong Nam Nhi, Nam Nhi là Nam Nhi, quyết không là sân si. Nhưng mà làm cái gì? Tức là ngày mai vào một cái khung giờ bất kỳ của buổi sáng sớm sẽ có tiếng chuông réo gọi anh em chúng ta dậy. Nếu mà anh em nào dậy sớm nhất và tụ tập anh em đội của mình nhanh nhất sẽ được chứng nhận đó. À, để được cái gì có ăn sáng hoành tráng. Wow. Buffet buffet đồ. Wow. Chúng ta không ngủ luôn. Wow. Chúng ta không ngủ luôn. Đúng, chúng ta là canh đến sáng. Ừ. Cho môi bị ghẻ. Mới xịt thuốc. Wow. Wow. Tụi này được ghê á. Tàn nhỏ tuổi của mình không? Thiệt luôn. Lần đầu tiên luôn. Tôi ngủ bờ, ngủ bụi. Ủa, cái này là cái gì ta? Không bố. Rồi. Cái gì vậy? À, cái này chắc hơn trên kia. Đó. Ngủ bờ, ngủ bụi. Ủa Hiếu có bị xài không? Ủa, cái này là gì ta? Không có rồi. Không có. Bên dạ không, em không có. Lấy vô bao lâm. Gì vậy? Ồn quá. À, tụi em không ồn anh cũng có ngủ được đâu. Ủa anh Thịnh. Ừ. Ủa. Dạ. Anh lên cho anh nói tụi nó bớt ồn nè. Ồn. Tới giờ biểu còn nói chuyện. Để coi tình hình sao. Ừ. Bây giờ vậy, bây giờ là khuya rồi. Một là trong vòng 10 phút đi ngủ, hai là tôi cho thức tới sáng luôn. Chọn cái nào? Thức tới sáng. Đúng là quái cả trướng. À, giờ chỗ nào? Thức tới sáng. Thức tới sáng. Đúng là quái cả trướng. Anh Thịnh giờ buồn ngủ để cho anh ngủ chứ. Tụi bay cứ rột rạc vào cho anh ngủ được. Quần tướng đâu? Em mét rồi, do Lâm hết anh, làm bài tiêu hết. Người gì? Thiếu người sao ngủ được anh? Ritman về tặng anh bộ đồ này nha. Cũng chưa qua nữa. Dạ. Ủa sao giống nhau vậy? Ừ. Thôi em tính miếng trước hả, định không mắc cười hả? Không có, không có. Không, thôi đi. Hèn chi, không có gì mắc cười. Hôm bữa tỷ thấy là còn hai cái mà mới đặt xong còn một cái là mùi đặt đó. Mà em.
Lên trên nằm đi thịt ơi. Thịnh. 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 Lên trên nằm đi. Em nằm dưới cho. Đi nghe lời em. Đi lên. Trên có nệm rồi em lắm. Ok. Đưa cái con Pikachu. Pikachu của anh nè. Anh chịu ngủ không? Không chịu ngủ. Lâm nó. Không ổ. Ủa gì vậy? Anh Thịnh lên. Thịnh đang ngủ kìa tội nghiệp. Kiếm gì vậy anh Thịnh? Anh vô em nói con Jennifer mà không tin. Anh ơi anh bồng con Jennifer cho anh không thải con cái gì nha anh ơi. Con Pikachu, Pikachu. Đó okay. Góc kia có ổ điện kìa anh Thịnh. Điện đâu? Đi mấy em ơi. Nó chơi trò gì vậy sáng sớm?
anh em chứ chưa hàng hồ. Anh em chứ chưa biết gì hết. Anh Thịnh ngủ đâu được, nguyên đêm thức không luôn á. Ngủ mà anh còn phục vụ văn nghệ nữa. Ba bữa nay là chập chờn nữa. Lại chập chờn nữa. Chập điện luôn, chết cho anh luôn. Tôi phải di cư 4 lần. Ủa dép của anh hả? À? Trời ơi. Ủa anh lên làm gì tôi mà hả? Đề gai cho ngủ tôi vậy. Sáng nay các bạn đã kịp nhìn ngắm cảnh quan xung quanh chưa? Em vừa ngắm xong, rất đẹp như một bức tranh. Thiệt á. Sáng nay, đội của Huy Khánh, Kiều Minh Tuấn, Dương Lâm và Chris Phan tập trung đúng giờ nhất. Các bạn sẽ được nhận thêm một dấu mộc chứng nhận tác phong chuẩn mực. Ủa này đâu có ai kêu đâu, đâu có ai kêu vậy đâu. Trời ơi, em thiều anh đó. Em quýnh đít, anh đứng tét đít luôn. Trời, tối em tưởng em ngủ kế vũ trường không á chị. Quá trời. Tối mẹ. Không đêm không ngủ luôn mà. Nhạc đồ. Nhạc đồ. Trời ơi, giác vàng luôn. Ê, có làm gì vậy? Trời ơi. Xếp hải xăm. Mình bị quan tưởng rồi em ơi. Trời ơi, sáng đẹp giờ sáng quá. Trời ơi. Học chối. Gấp hình con gì nè con. Dễ thương hả? Hình nhân. Trời ơi. Mẹ vàng thiệt em ơi. Bồn trồng mà cũng giác vàng nữa. La bô bô giác vàng luôn. Trời ơi, rít đâu ta? Dữ thần. Chắc rít nó xỉu dữ rồi. Nó sạn còn quá đỉnh. Đẹp quá vậy. Bồn quá lửa. Amazing. Quá là chu đáo đúng không? Welcome Hiếu thứ hai, Ngô Kiến Huy và Chris Phan. Nước chồng đồi em biết chưa kết quả. Thật sự quá tinh tế. Đầu ra mà có chữ. Trời ơi. Hiếu ơi. Trời ơi. Bé đây đây đây. Bé em ngồi. Bé anh nằm. Trời ơi. Còn gì phong cách nữa. Trời ơi. Mình nằm như đây thấy mình sang hẳn luôn á. Đồ ngủ của em. Trời ơi, thiên thần đó anh à. Lên thiên đàng đó hả? Thiên thần anh ơi, tại vì hôm nay là giấc mơ thiên đàng, lên thiên đàng gì đó. Em tưởng là em được ngủ ngon cho nên em mặc đồ như thế này. Ai dè ngủ rồi đây. Anh đứng đi bệnh viện coi. À, kháng với tay á ha. Ảnh là anh dòng đó. Sao em đi luôn? Bây giờ ai mà mở anh? À, nhà khoa. Ừ. Cái lại của em thì nó cũng không nguy hiểm tính mạng. Anh Tuấn thì sơ hở rồi có thể ấy. Không, anh nghĩ anh đau lắm, bây giờ em điện cho anh nhanh nhanh. Anh ơi, ổn không anh? Nhà bác sĩ không anh. Thì phải mua đi chụp X quang. Cho em gặp bác sĩ được không anh? Chụp X quang. Thôi đâu. Đâu. Thôi. Cố lên. Ok, cố lên nhanh nha. Muốn ăn gì không? Được rồi. Anh muốn ăn gì báo với em. Ủa? Trời ơi, sao mà tắt ngang vậy? Sợ quá mà. Họ đẹp quá. Ừ. Em thấy cái thằng của Huy có gì hay chứ mà. Em thấy ảnh bị yếu nghề quá à. Ảnh không có bước tiến, ảnh bị thụt lùi. Mà cái nghề của mình anh biết là dậm chân tại chỗ thôi, đã chết rồi. Mà anh thấy nhắn tin thì mình tâm đó. Vậy hay nhắn tin? Chị chọn em đi, chị chọn em đi. Anh ngủ mình không hay là ngủ hai mình? Thôi em ngủ chung với anh đi. Ok ok. Ủa sao chị rộng vậy? Mãi massage. Đi massage luôn. Siêu hò, hiểu rồi. Trúng mánh rồi anh ơi. Hôm nay thắng là đúng nghĩa rồi đó. Mình thắng có nhiêu đâu, mình thắng có 3 game chứ mấy. Một ngày có 3 game, mình thắng cả 3 game rồi. Trong mấy cái trò chơi tụi anh coi gọi là outing quá đó. Em nghĩ lúc đầu là chi đội là đã biết kết quả rồi. Rõ ràng nhưng mà mình đừng có thổ lộ quá, mấy anh lớn, mấy anh bị buồn á. Dạ. Anh Giang nhạy cảm. Thôi này chơi bớt hay lại. Mình khó, kiểu cái hay của mình khó lắm. Thôi kệ đi, cho mình già ngủ màu bơi cũng giả tạo. Mà sao hôm nay mình bị gì mà đội mình chơi thua hoài vậy? Dở. Dở.
vui. Nãy bên kia cũng vậy, em thấy nói chuyện không có vui gì á. Rít vang thì nói chuyện ú à ú ớ, văn này không có sắp sẵn. Nó thường quá. Ngô Kiến Quy cái giọng mà rung 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 báo như năm làm nghề mười mấy năm trong nghề, nói chuyện mà rung 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 rung. Hôm qua có một cái sắp xếp nha hai anh em mình đó. Trời ơi, mình tính toán, mình tính cái gì, cái gì, cái gì, cái gì tính hết. Vậy mà thắng mới ghê chứ. Dạ máy hư anh ơi. Quá nhiều, quá hạnh phúc, được ăn ngon, được gặp chị Mỹ Tâm, được chiến thắng 3 game. Trời ơi, được ngủ phòng khách sạn mát lành mà có nệm êm chăn ấm như thế này. Trời ơi. Good night Hiếu. Good night anh. Ngày mai tiếp tục phát huy nha anh. Ok ok. Đà Nẵng đẹp anh ha. Trời, Đà Nẵng mà chê thì không có chỗ nào đẹp hết. Sông suối biển hồ đây đẹp. Con người thì chê nồng hậu, nhiệt tình. Tối nay anh ngủ đây, em có bay ra bay nha. Đẹp. Trời ơi, đứng gần cũng có một nếp nhăn luôn á. Tới có mộng du thì anh em nhớ cản lại nha. Ngủ nha. Ngủ với anh em. Hey. Phải qua, tại vì bị bắt qua các bạn. Các bạn phải dậy rồi. Ai? Con ai nữa không? Mình đón Bình Minh hả? Dạ. Bình Minh đang rất đẹp nha các bạn. Dạ, chào buổi sáng chị. Hello, morning. Dạ. Đóng Bình Minh nha, không bạn chị cũng bị lôi vậy. Đóng Bình Minh nó tủ. Ủa, mà sao anh ngủ đây? Thì cũng được đúng không? Ừ. Cũng được, chị biết vậy sao đúng là quý mến tụi em không? Sao mà không chị biết nhắc lại vậy rồi bây giờ bắt em đi qua đó. Chắc là do không có chị nói là em bị cái này nè. Ủa, anh vô nào vậy? Anh gọi tụi em, anh về lúc 3 giờ. Mở không được, anh lại gọi Khai ơi, của anh hỗ trợ anh. Dạ dạ dạ, anh có nhắn tin luôn á. Ủa rồi sao vô? Nằm hồ ngồ hồ, có một bạn ekip đoàn phim thấy thương tâm quá. Dựng chuyện. Không thiệt, xong rồi mới kêu
gì đó. Lệ Tân hả? Lệ Tân hả? Đã sao? Ờ. Giọng em nghe gì không biết. Vậy giờ mình lên lên hai bạn kia luôn ha. Hai người kia cứng. Sorry, tự nhiên sáng nay theo nhiệm vụ là chị phải kêu các bạn dậy nên là... Quen rồi. Chị được kêu rất nhẹ nhàng quá. Bình thường là dù là ngày buồn hay vui đã nói hay mưa dòng có sao đâu anh em mình còn có nhau. Làm biết thôi đúng không? Tổng biết hả? Mà chị, trước giờ chị có hay gọi bạn bè hay đồng nghiệp gì mà sáng sớm như vậy? Không bao giờ. Không bao giờ luôn. Bây giờ sao chị? Giờ mình làm sao? Mình gọi hai bạn kia dậy một cách làm ấn tượng đi chị. Dạ. Khó quên đi. Hai bạn đó ngủ kế bên hồ bơi đó chị. Mình lấy nước mình tạt vô. Tạt vô đã. Nó là phải ác ác lên mới được. Ác ác. Qua hồ bơi. Qua hồ bơi. Tạm đi. Chị khơi gợi cho em đúng không? Được rồi. Chị khơi gợi đó. Không. Chị ngủ nước em đó không? Chị đang đưa cái gì mà nói chuyện với tâm. Hay quá. Quá vậy đó. Nhưng mà giờ về đi em. Giờ chị Tâm muốn quăng ở đây hay chị Tâm muốn quăng ngoài kia luôn? Chị Tâm muốn quăng ngoài kia luôn. Quăng ở đây bể đầu. Chị muốn ấn tượng chỗ nào tại em không, chị ấn tượng chỗ nào? Ở đây là vô cực, ở kia là cực lạc, ở kia là cực lạc. Quăng bên đây là gì? Đây bên đây là quá kiếp. Bây giờ nè, bây giờ tụi mình ngủ với ai? Anh là anh Bob. Con người này mà luôn luôn khó chịu nha. Anh gian hả? Không, để gì mà lo. Vậy là quăng quăng vô môi Lâm á hả? À, em nghĩ là... Chị không cản là... Là ý của chị rồi. Chị không cản là ý của chị rồi. Thôi, hợp chị hướng tụi mình hay tốt. Tốt chứ bộ. Hợp lý. Chị không có chỉ thị chính xác nhưng mà chị... À. Anh, em chụp đầu không? Chụp đầu. Anh điều động. Chụp chân, chụp cường. Hé, quăng cẩn thận nha. Tụi em, qua người này. Còn chị lấy gối chị nhắm cho mình cái bát thở luôn. Tối có lẽ đi bơm thêm, Đó. Đúng đúng không? Đúng đúng không? Thôi đừng có quăng nữa. Dậy gán ơi, dậy gán ơi. Đi quăng kìa, dậy đi. Chị Mỹ Tâm về sớm vậy? Bị bắt. Hai bài bu gì anh? Ờ, đây. Chương trình. Đây, em không ngờ chị Tâm ơi. Em không ngờ là chị. Hay là Tâm bày mưu là quăng mà xuống biển đó hả? Đâu có đâu. Chương trình đó mọi người ơi. Tâm cản quá trời luôn mà mọi người không chịu. Chị Tâm cản. Nhưng mà sao mấy bạn này thấy cũng hợp lý. Hồi nãy chị Tâm cản á là tụi em tính quăng đây thôi. Chị Tâm nói quăng quăng khỏi cái tòa nhà này. Quăng khỏi cái tòa nhà này luôn giùm chị. Lâm coi thôi đủ lực để quăng em qua kia. Thôi chị quăng em đây ở chỗ này thôi. Nhưng từ lắm rồi. Ồ cái giường này nè. Nó ngộ lắm. Cái này nó sập xuống. À không quay qua được. Nói chung là cái đáng tình đời. Bộ đồ này nữa anh. Bộ đồ thiên thần của thiên đàng gì của Lâm.
Trời ơi, thiệt luôn hả Lâm? Em muốn bộ đồ lên đình đàn, lên đình đàn. Ôi, ôi em đẹp, bộ đồ lên đình đàn. Đâu, mặc vô vô chị Lâm coi, mặc vô. Ủa, có cái bộ đồ lên đình đàn. Có gì, đạo cụ đồ. Lên đình đàn rồi đó. Ủa, mặc sao? Trời ơi. Quá kìa. Có vòng nữa nè, mà quên cái vòng. Có vòng nữa, cái vòng là đi. Vòng đi, này mới lỡn vỡn thôi. Mà hôm qua chụp hình, chụp ít qua bác sĩ có xin lỗi không? Xin lỗi sao anh? Trời ơi, xin lỗi. Điên rồi. Nói chung là không sao hết. Có đổ người không? Thôi điên vùng. Không có. Đừng. Lâm ơi. Gì anh? Hỗ trợ anh đi. Đứng lên. Gì vậy? Chị, cho chị biết anh kia. Ủa chị em mặc áo làm gì? Em mặc cái ngủ ấm rồi anh ơi. Gì? Gì? Mặc ngủ ấm mà. Tới người chạy một hồi chết. Trời ơi, nóng dễ rồi. Nóng giả vàng. Ủa sao kỳ ta, nhưng hôm qua ở đây này gió. Ủa, tự gió lắm chứ. Đừng gió. Tập gió em ghê lắm. Thở trên này luôn rồi. Vậy hả? Ồ, nghĩ đến đây chắc là gió lồng lộn luôn. Ờ, anh nghĩ là gió lồng lộn. Không, nhưng mà vậy cũng chứ. Cũng đỡ hơn. Đỡ hơn là gió chứ. Mấy người, mấy lạnh người biết gì mà đỡ chứ không đỡ. Thấy mọi người đang ngủ ngon mà tại cái nhiệm vụ là em phải đi gọi mọi người. Sáng sớm mở mắt ra thấy người đang ngủ. Wow, wow, wow. Bây giờ là tất cả đi, chúng ta sẽ lên xe qua nhà Mỹ Tâm ăn mì hả? Ủa, đang cũng ngủ qua sao mà cứ mời hoài. Ừ. Tỉnh táo đi. Ừ. Táo đi. Sao cứ khăng khăng đầu qua nhà chị Tâm vậy? Mời em được bao nhiêu lần qua nhà ca sĩ Lưu Tiến? Có lần nào chưa? Chưa. Huy mà em còn chưa tới được nữa. Nhà Huy ai không ai tới được hết trơn. Sao vậy? Sợ mất đồ. Kỹ tính quá. Mà hôm nay mấy anh em mình được gọi dậy cách nhẹ nhàng nhất ha. Trong số tất cả mọi người đúng không? Ngại quá trời luôn. Lần đầu tiên gì làm cái chuyện đó trong đời. Thì không á, em nghĩ là chị gọi. Cho nên là em nằm, em dậy, em thấy mọi người qua, em thôi kệ mọi người cho nằm chút xíu đi. Bây giờ mình nãy quá rồi, mình đuối quá rồi. Tự nhiên em nghe giọng là, mọi người ơi, chị Tâm. Chị Tâm. Chị Tâm. Chị Tâm. Tỉnh lại liền. Sau đó em gọi Rick đúng không? Tâm kia. Em quay qua. Chị Tâm nào ba? Tâm nào ba? Chị Tâm tới. Tâm. Tâm là... Chị Hữu Tâm, á lộn, chị gì? Chị Mỹ Tâm. Quên. Em kêu chứ nó thì mấy Tâm kia ở hai cái thằng này xong bắt đầu là bật dậy nó chạy ra đó, hai anh em bật dậy chạy ra đó. Ôi tại em không nghĩ là chị Mỹ Tâm chạy qua, không nghĩ là chị đúng không? Em đâu có nghĩ là chị đâu, em thấy ekip xong rồi em trời ơi, chị còn không thấy Hiếu luôn, thấy Huy không à? Em là tưởng bà thấm, em là tưởng bà thấm. Cái dòng mà chăng em để bấm kể chuyện vui quá, hào hứng nghe. Năng lượng dữ vậy. Giờ gọi vậy không có gì vui á. Giờ Mỹ Tâm gọi mà không vậy luôn đó. Trời ơi, Lâm ơi, Lâm ơi đẩy. Rồi Lâm, mà đủ thông minh thì mắc gì phải khiêng Lâm xuống. Mà khi biết là Lâm cũng mê Mỹ Tâm thì cứ đẩy Mỹ Tâm xuống trước thì Lâm sẽ xuống thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Anh ơi, từ ngày mà mình nói không được qua nhà chị Tâm ác hẳn. Tâm thì ác hẳn luôn á. Trời ơi, các bạn hợp lý rồi. Rồi, em đi nha. Ủa, mấy người thắng mà người ta phải cực phép. Đi chung. Thắng đi chung mà. Không bao giờ đồng hành cùng với những người mà đói khổ hết trơn á. Đúng rồi. Thôi em cũng không thiết sống làm gì nữa, em đi đây. Ủa, không thiết sống. Thôi con đi đây, bơi thôi. Đó, hay vậy lắm, lát về bệnh nè. Vô khỏi nhà của anh Giang ơi, em nhức đầu quá nè. Phiên bản toàn cầu, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên.